một phát là nghe chín luôn, cắt ăn trên cây luôn. Mì mới ngon rồi ha. Đây là một trong những trải nghiệm mà có thể mình nó là do ăn ở thôi, anh em quý anh em mới đưa vào những cái trải nghiệm như thế này, quá tuyệt vời. Hai thấy bên đó. Bên kia từng mấy chùm. Tức là một cây sầu riêng ấy, giống như cây bên đó, như cây bên này. Đó, là để mà có trái là cây này mới có trái này. Thì một cây mà mới từ trồng lên mới có trái là lên phải 5 năm. Tức là theo mình mà hiểu biết về cái cây cối á, tức một cái cành ra như thế này thì nó phải 3 năm. Thì nó mới được một cái cành to như thế này trưởng thành, đúng không? Như cây bên là lâu năm rồi. Như cái cây này thì theo mình là nó chỉ 1 và 2 3 năm thôi, bắt đầu cho vụ mùa quả đầu tiên. Quả rất to. Cây này là vụ quả đầu tiên hoặc thứ hai gì đó. Tuyệt vời quá. Bên kia là cây trồng bò, cây này cây trồng bò này. Cái này cây trồng bò. Mấy cái tái trong nhà mình từ đây ra đó. Em đang thắc mắc một cái, thế nào là gọi là sầu riêng trồng bò? Nó tức là mình phân biệt như thế nào? À, trồng bò là một cái giống sầu riêng được phát hiện tại Ngũ Hiệp. À đấy là nó là nó. Đó, để mình nói luôn nó là okay. Tại là do cái ông đó là ông phát hiện là ở cái chuồng bò nhỏ nó có một cái sầu riêng lên mọc. Và từ ăn cái vị của nó là trái nhỏ tròn như lúc nãy mình xem á, nó khác với ri sáu đúng không? Nó trái nhỏ tròn và da xanh, gai nhỏ đều. Khi chín là nó không có mùi thơm. Nhưng mà khi khui ra rồi á nó mới bốc mùi ra, nó mới có mùi thơm. Ăn là vì béo ngọt, ngon hơn ri sáu rất là nhiều. Và cái cơ của nó trong á nó màu trắng sữa đó. Chứ không phải là như màu vàng như ri sáu. Theo như suy nghĩ của em ấy Dũng nhá, thì em nghĩ là cái quả sầu riêng trùng bò sẽ có giá trị hơn so với các quả sầu riêng khác. Bởi vì cái giống này nó sẽ cho quả ít hơn nhưng nó chất lượng hơn. Đúng rồi. Đúng anh? Đúng rồi. Đấy là theo cái cảm nghĩ một của một người dân xứ Bắc vào đó, là em nghĩ cái cây sầu riêng trùng bò này nó cái sản lượng nó so với cả cái giống mới ấy, thì nó sẽ cho ít hơn. Đúng rồi đúng anh, mà đúng cái rồi. Quả nó khả năng là nó sẽ ít hơn cho nên sản lượng nó ít hơn nhưng chất lượng nó lại hơn. Đúng rồi, nó cho nên nó có giá trị hơn cái quả sầu riêng khác. Nói chung á là cái trái sầu riêng trùng bò thì không phải là cái sản lượng ít hơn mà cái khối lượng nó nhẹ hơn, tức là cũng là một cái sầu riêng trùng bò, cũng là một cây thứ sáu, một bên để cho 100 trái. Nhưng mà trái 100 trái bên này rất là nhẹ ký, tại vì trái sầu riêng trùng bò nó rất là nhỏ. Nhỏ. Nó tầm khoảng độ 2 từ hơn 1 ký cho đến 3 ký thôi. Có cả theo em nghĩ cái sầu riêng trùng bò này nó chỉ sống ở những vùng đất như nó thuộc về nó. Chứ nó không khó trồng, cái giống nó khó lan trồng. Rồi, cho nên là đi nữa cái vùng khác nó sẽ không được cái chất lượng như vậy. Đúng rồi. Tức là nó giống như cái bưởi năm roi này. Đúng không? Nó chỉ là đúng cái vùng đất đó, đúng cái tay nghệ nhân nó. Đúng rồi. Vải thiều ngoài Bắc á thì chỉ có cái vùng đấy, cái đất đấy thì mới làm nên được cái thương hiệu cây vải thiều. Đúng rồi. Thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm của vùng miền Tây. Miền Tây. Đó. À vùng miền Tây nhưng không phải miền Tây chỗ nào trồng cũng được. À đi, em nói là nó đúng. Như vậy, tức là cái này nó chỉ trồng đúng địa phương, đúng địa bàn, đúng đất. Đúng rồi. Thì nó mới được đúng cho rồi. Ra cái chất lượng sản phẩm như mình mong muốn. Cái này nó rất là kỳ phèn. Đất kỳ phèn. Nếu nhà đất có phèn là nó chết liền. Giống như thứ đó sầu riêng thì trồng ở đây mà còn như là cà phê phải trồng ở vùng Tây Nguyên nó mới chất lượng. Anh cho em thắc mắc một chút nữa, tức là cái chính vụ của cái sầu riêng trùng bò này nó kéo dài bao nhiêu thời gian trong một năm mới vụ hay là như thế nào? Thường thì sầu riêng bất kỳ loài nào nó một năm nó chỉ có một vụ thôi. Rồi. Một năm chỉ có một vụ là nó thường nó là vào từ tháng 6 tháng 7 âm lịch. Tháng 6 tháng 7 âm lịch. Nhưng mà ở đây bà con thì khi mà để cho nó đồng loạt nó chín lên thì nó cái lúc đó cái số lượng nó nhiều thì nó giá cả nó sẽ rẻ. Cho nên là bà con này hiện tại bây giờ có áp dụng cái kỹ thuật mới đó là xử lý nghịch mùa. Như lúc nãy mình thấy là những cái gốc cây người ta đầy mù lại xử lý mùa, cho nên là bây giờ sầu riêng thì đang là có quanh năm. Tức là theo cái kinh nghiệm mà bao nhiêu năm trồng trọt này đúng không, người ta sẽ xử lý là gì?
tức là những khu vực sầu riêng nó có thể là người ta sẽ tác động để cho nó đơm hoa kết quả sớm hơn, hơn trước thời vụ. Và có những cái cây mà người ta sẽ hãm lại để cho nó, tức là bao giờ nó cũng cái gọi là cái guồng, đúng không ạ? Người ta có quả để thu hoạch, để bán, để cung cấp cho người tiêu dùng, đúng quanh năm, đúng không anh? Tức là người ta dùng cái sự kìm hãm bằng cái kỹ thuật, chứ không phải bằng thuốc men hoặc là bằng một cái gì nó khác nhiều. Tức là cái này là dùng kinh nghiệm thôi. Đúng rồi, kinh nghiệm đúng không anh? Thì giống như bây giờ là ra bông thì mình lấy đi, mình lấy bông, mình không cho nó ra trái. Rồi xong là mình muốn cho nó tầm khoảng độ 3 tháng sau mà ra trái thì cứ ra bông, nó ra bông tiếp thì mình cứ lấy. Nhưng mà đến khi đó thì mình bắt đầu xử lý bằng cách là kỹ thuật, không phải là áp dụng gì, mình làm cho bí cái rễ lên, tức là mình xử lý cái này theo em nó là kỹ thuật kìm hãm. Đúng rồi, kìm hãm, đúng rồi, đúng anh. Kỹ thuật kìm hãm tức là sẽ kìm nó theo nó đúng quy trình, nó sẽ ra quả nhưng mình kìm nó lại để cho nó ra muộn hơn một chút. Đúng rồi, đúng rồi, đấy là cái kỹ thuật kìm hãm. Nó cái kỹ thuật này nó, theo em nó là cái kỹ thuật kinh nghiệm của người làm sầu riêng. Đúng rồi, và nó cũng rất là khó khăn. Đúng rồi, nó cũng tương đối khó khăn. Nhưng mà theo em á, cái kỹ thuật này á thì nó sẽ làm cho trái sầu riêng có giá trị hơn. Nếu mà chính vụ nó cứ nở nó cứ bạt ngàn á thì cái giá sầu riêng nó sẽ bị thấp xuống. Cái chất lượng nó sẽ không được, tức là người tiêu dùng nó sẽ bị rơi vào cái tình trạng là thiếu, và cái giá nó sẽ bị rất là đội lên rất là cao nếu mà trái mùa trái vụ. Đúng rồi. Nhưng bây giờ bà con như thế này thì sẽ là cung cấp những cái quả ngon, quả sạch mà nó sẽ luân chuyển theo cái thời vụ. Đó. Trời ơi, tuyệt vời, cây này có nhiều quả. Cây này, Hải ơi Hải, quay cái góc này cho em quả. Quá tuyệt vời. Em đứng nói chó đó. Lên đây nhìn qua. Mình đang ngồi luôn đấy. Cắt sao? Hải ơi Hải quay nhá. Giới thiệu các bạn, đây là vừa mới tham quan vườn đây, gốc đang mới, tức là vừa chảy một quả sầu riêng đúng 9 cây. Bây giờ là chủ vườn đây, cái này là chủ vườn sẽ được mời, nhưng mà những vị khách như mình được thưởng thức và xem là cái chất lượng của cái quả sầu riêng 9 cây so với quả sầu riêng đang được luân chuyển trên bán trên thị trường, nó sẽ có chất lượng khác nhau như thế nào. Và cái lời giới thiệu của chủ vườn nó sẽ giúp mình tìm hiểu xem là cái chất lượng này nó so với chất lượng của các cái trái sầu riêng mà mình thấy có một sự từ đây mình có thấy một sự khác biệt rất chi là lớn, như ở Sài Gòn này, hay ở các cái vùng Hà Nội hay các vùng thành phố khác thì mình thấy quả sầu riêng nó chín vàng đẹp quá trời, thơm quá trời, nhưng mà quả này thì mình thấy nó đen thui thui, với cả mình ngửi chưa thấy mùi đấy, không biết là có những đó là theo mình đấy là những cái sự khác biệt. Nếu mà như trong tưởng tượng của mình thì mình sẽ được, nếu mà mình ăn tại vườn thì mình sẽ được những quả sầu riêng chín vàng này, thơm lừng luôn. Nhưng đây nó lại là ngược lại so với những gì mình suy nghĩ. Tức là cái quả sầu riêng ở chín vườn ở đây thì nó lại có cái màu không được đẹp lắm, không được bắt mắt lắm, đúng không? Đúng rồi. Và cái quả sầu riêng nó làm lên thương hiệu quả sầu riêng, đấy là cái hương vị quả sầu riêng nó rất là thơm, nhưng mà đây mình chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Thì cái này thì mình sẽ nhờ anh chủ vườn và một cái thương lái có thương hiệu nhất ở cái vùng đất này, tức là anh ấy là một trong những cái nhà tiên phong về làm về quả sầu riêng sạch. Đây là anh giới thiệu, đây là anh Dũng, anh chuyên cung cấp cho tất cả những cái mối lái ở các cái tỉnh khác đến để gì mua những quả sầu riêng sạch. Đấy, anh đang xây dựng theo cái phương thức đó, tức là bán quả sạch. Đấy thì anh ơi cho em hỏi một chút, cái quả sầu riêng như lúc nãy em nói, cái quả sầu riêng nếu mà theo trong suy nghĩ của em nhé, em đến đây em được tận gốc tận vườn này thì em sẽ được thưởng thức những quả sầu riêng nó sẽ chín vàng, nó sẽ thơm lừng. Nhưng mà tại sao bây giờ, hay là anh ghét em hay sao mà anh lại cho em ăn quả đen thui thui như này mà em chưa thấy ngửi cái mùi gì cả? Đấy là thắc mắc của em. Xin thưa với tất cả mọi người, với thưa bạn là do cái thực ra thì trái sầu riêng chính cây nó vẫn thơm,
nó vẫn thơm. Đấy. Chứ không phải thơm, nhưng mà cái thơm của nó không được bằng, không được thơm lắm. Nhưng mà chỉ tại vì với Hà là thường sầu riêng là vậy. Nhưng mà đây là tại vì hôm nay mình đưa cho mời các bạn thưởng thức cái trái sầu riêng này, người ta gọi là sầu riêng trùng bò. À trùng bò. À, thì đặc tính của sầu riêng trùng bò á thì nó này là cái khi mà nó chín thì nó có mùi thơm, nhưng mà thơm rất là ít. Em hầu như là khó phát hiện được. Tức đôi khi mình để trên xe này nó vẫn bình thường. À. Nhưng mà những cái chỗ khác mình để trong trong nhà thôi nó vẫn là đặc, có những người có thể nó không chịu được. Nhưng mà với sầu riêng trùng bò thì rất là dễ chịu. Vâng. Như bây giờ mình ngửi đây mình thế thì kỳ em lắm mới nghe mùi. Anh nói như vậy thì thế thì em lại có một cái suy nghĩ nó như thế này. Cái quả sầu riêng này nó sẽ thích hợp với những người mà không ưa cái mùi sầu riêng này lắm. Tức là người Trung Quốc nhá. Đúng rồi. Tức là nó đủ để một mình tức là mình ăn cái này đủ mình cảm nhận. Nhưng nếu mà những cái quả sầu riêng thứ hai nữa là theo em, nếu mà các cái quả sầu riêng đang ở trên thị trường mà nó thơm ngừng, nó có cái mùi thơm thì theo em đấy nó cũng có một cái sự tác động nào đó. Đúng không? Thế bây giờ anh có thể là anh bổ ra giúp em. Em cũng muốn em cũng muốn là này trải nghiệm những cái cách sầu riêng này, không phải là ai cũng bổ được. Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt là rằng là cây trái sầu riêng này khi mà khui ra thì nó lại thơm. Đã. Em đang muốn chờ cái dây của để mà muốn mà test cái loại sầu riêng này thì mình test theo, nếu như mà không biết test thì rất là khó. Rồi. Thì để mà test nó thì mình phải để ý xác định là đây là cái mũi của nó. Mũi của nó như cho vậy. Anh ơi, cho em giới thiệu thêm, đây là những cái người bạn của em, tức là hôm nay nhờ các bạn ấy, đây là bạn Ly và đây là Tuấn Anh Phạm. Tức là nhờ các bạn ấy thì em mới có cái được cái cuộc trải nghiệm này. Tuấn Anh, mời Tuấn Anh Phạm sang đây ngồi một chút. Tức là đây là những cái người anh em đã tạo điều kiện cho em được những cái trải nghiệm như thế này. Và không quên cảm ơn một người hy sinh rất lớn, đấy là Hải Trần. Đó là đang quay phim, tức là không vào màn hình, tức là người đứng sau cánh gà. Tức là các bạn ấy đã tạo một cái điều kiện cho em xuống đây để được trải nghiệm. Sự ra thì với em cũng rất yêu và thích cái mùi vị của quả sầu riêng này. Cứ có sản phẩm gì liên quan đến vị sầu riêng là em yêu. Đó. Bây giờ mà có cô gái nào đó mà có một vị sầu riêng thì em lấy bận vợ luôn. Rồi, thì bây giờ... Cảm ơn Tuấn Anh Phạm, cảm ơn đồng chí Ly, cảm ơn Tuấn Hải Trần nhá. Đặc biệt thì rồi, khi okay, mà trái sầu riêng á, dạ. Cái loại này là gai rất là nhỏ, nhòn và đau. Vâng. Nhưng mà nếu như mà trái sầu riêng này nè, mà nếu như mà nó còn già thì mình để tay rất là mình nó chưa chín á thì là mình để tay về này nó rất là đau tay mình luôn đó đúng không, nhưng mà khi mà nó đã chín rồi á nó chín rồi thì mình để cảm thấy nó cái gai nó mềm đi thì mình nó không còn tạo cho mình cảm giác đau đớn nữa. Rồi. Cho em cái này cho em hỏi thêm một chút nữa nhá. Đây là một cái chia sẻ rất, nếu mà mình ra chợ mình mua một quả sầu riêng á thì theo anh chọn quả nào là quả sầu riêng ngon, như thế nào thì nó được gọi là quả sầu riêng ngon. Ví dụ như là như quả mít là nó phải múi, cái gai nó phải to, nó tròn, nó đều thì múi nó mới ở trong nó mới to đều. Thì anh chia sẻ giúp em một chút về cái vấn đề về là ví dụ như những người dùng bình thường người ta chưa có cái kinh nghiệm để ra chợ chọn những quả sầu riêng ngon cho về gia đình người ta ăn. Cái này cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều người đang quan tâm. Đó thì cái này em cũng muốn anh chia sẻ. Nhưng mà bây giờ xong nó thơm dần rồi anh, thành sắp mổ nó biết sắp mổ thì thực ra mà nói để mà lựa chọn một trái sầu riêng ngon thì nó không đơn giản chỉ thế thì em hỏi bởi vậy cái để mình nói trước luôn, không đơn giản. Và hầu như là để mà kể cả những người trong vườn á đôi khi vẫn chọn nhầm. Đôi khi vẫn chọn nhầm tại vì là vậy. Thì thực ra thì mình chỉ chia sẻ rằng là để mà chọn quả trái sầu riêng mà nó giá trị thì là cái trái sầu riêng mà nó có tròn đều và nó tầm từ, nếu như mà với cái dòng trùng bò thì nó tầm khoảng độ từ 2-3 kg trái tròn đều như vậy. Còn với những cái sầu riêng như là G6 thì mà cái trái mà tròn đều phải từ 4 hoặc 5 hoặc đó lên thì cái số ký của nó từ 3-5 kg là những cái trái ngon. Còn những cái trái mà từ hơn 6 kg trở lên á là những trái đó thực ra vỏ rất là dài và nó thực ra là nó không ngon lắm, nó chỉ cho nó chỉ nặng về cái vỏ đúng không anh? Cho em một chút, cho em hỏi thêm một chút nữa, ngoài cái số lượng ký thì có mình có thể nhận biết được những cái gì nữa không anh? Ví dụ như cái gai này nó phải to đều hay là nó phải như thế nào nữa thì mình nhận biết đó là trong cái sầu riêng mà gai. Thực ra mà nói sầu riêng á bất kỳ loài nào kể cả trung bò hay ri sáu thì mà gai càng nhỏ thì nó là trái càng ngon. Gai càng nhỏ chứng tỏ là vỏ nó mỏng.
Còn nếu như mà gai mà nó dày, nó già, nó thưa, gai cái đầu gai nó thưa ra, tức là cái đó là vỏ rất là dày. Vâng, vỏ và, rất là dày. Và cho em hỏi nữa, nó cũng là phụ thuộc vào cái vụ, tức là cái vụ này quả cây nó cho quả ra chất lượng thì mình sẽ được những cái quả chất lượng, đúng không anh? Nhưng mà có những cái năm mùa mà nó không được thuận lợi ạ, thì có thể là quả nó vẫn đạt như thế này nhưng mà chất lượng nó không được bằng năm ngoái, ví dụ đấy là em đúng, rồi, đúng rồi, đấy là cũng một trong những cái vấn đề về chất lượng mà bị thương lái bị nhầm. Đúng không anh? Đúng rồi. Đó, nó không phải là cứ cây nào quả nào như vậy nó cũng ngon. Đó là nó do thời vụ thời tiết nó nhiều thứ, đúng không? Đặc biệt nữa là khi mình đi mua sầu riêng ở thương lái rất là dễ biết được là cây này ngon hay không. Trái này ngon không, tại vì là cũng là hai trái giống nhau, ở hai cây khác nhau. Nhưng mà khi mà mình đi vào mình mua ở trong cái cây mà tốt lá. Lá nó rất tốt và nó dày, nó tươi tốt. Thì chắc chắn cây đó ngon, và cây lá cũng trái nhìn bên ngoài như vậy. Cũng cắt nhưng mà từ một cái cây khác là lá nó bị rụng nhiều đi, nó bị ít đi. Thì tức là cây đó rất là dễ ăn, rất là dễ bị sườn. Tại vì sao? Tại vì là cái nguồn nước nó đưa lên á, nó đưa vào trong trái nó cũng đủ dễ bị sườn cả. Còn cái quả sầu riêng này, cái quả sầu riêng này để mà đạt đến cái độ ngon của nó là nó phải chín đều, đúng không anh? Nó không bị sượng, tức là như kiểu cái muối ở trong đó, nó đúng phải rồi. Chín đều, mềm đều, nó mới phải thơm đều, đúng không anh? Thì nó mới ngon được. Thì cái yếu tố về cái chọn ở gốc cây này thì chỉ có những thương lái như bọn đúng anh rồi. Mới trải nghiệm được, chứ bọn em chỉ mua ở sạp thôi thì không chọn được. Thế bây giờ anh làm mổ nhẹ. Đây là một cái trong những cái kỹ thuật bổ quả sầu riêng. Đấy, bắt đầu được những người dân ở đây, rồi những người có kinh nghiệm, người thương lái bắt đầu có những cái... Wow. Thơm, bắt đầu thơm rồi đó, bao thơm. Thì giờ đây chúng nó có sầu riêng sạch đang theo cái lời khuyên của mình là các bạn nếu mà đi mua sầu riêng ở ngoài hàng á thì nên là nhờ người bán hàng người ta bổ luôn, bởi vì về nhà nó phải có dụng cụ này, nó phải có kỹ năng kỹ thuật để bổ được quả sầu riêng ra, mình thấy nó không đơn giản tí nào. Đào. Wow, Hải ơi quay sát giúp anh những cái bắt đầu khơi ra những cái múi và mùi thơm. Bao thơm. Đây là một trong những giống sầu riêng không phải là quý hiếm lắm nhưng mà nó là ngon nhất, riêng ngon nhất của ngon cái vùng ở đây. Đó, hôm nay là đãi khách quý, tức là đến nhà để tìm hiểu. Thực ra thì trái này biết sao mà nó ban đầu nó hơi khó khui không? Tại vì nó vừa mới chín tới. Vâng, cái này thì mình sẽ đính chính cho bác chủ nhà một chút, tức là cái sầu riêng nếu mà người trồng vườn ở đây người ta thấy quả nào già rồi thì người ta sẽ hái trước 2-3 ngày sau, để 2-3 ngày sau thì nó mới chín, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà quả này là hôm nay là mình vừa mới trải ở trên cây xuống luôn và mình sẽ bổ luôn, cho nên là nó chưa, cái độ chín của nó thì nó chưa đạt yêu cầu lắm, đúng không anh? Đúng rồi. Nó phải để 1-2 ngày nữa thì nó mới... chiều nay cũng ăn ngon rồi. Nhưng đúng rồi, tức là như quả mít hay là quả sầu riêng thì nó cũng giống nhau, tức là mình hái xuống để cho nó khô nhựa đi. Thì nó sẽ chín hơn và nó dễ bổ hơn. Đấy. Anh ơi cho mượn cái dĩa. Rồi ok anh. Đây các bạn ơi, đây là cận cảnh nhá, cận cảnh bổ những quả sầu riêng chín cây. Và tớ sẽ làm những cái động tác nó ấy nữa, bởi vì đã được anh chủ tách gần xong rồi đó. Chỉ còn một động tác nhẹ của tớ. Wow. Cảm giác rô mốt vô cùng thận luôn, nó chín cây nó khác hẳn luôn các bạn ạ. Còn đây này, ôi bao còn bao nhiêu nhựa này, bao nhiêu cái ấy này, nó tươi. Thơm của anh ơi. Thơm. Rồi bây giờ anh cho ra dĩa để Đây chuồng bò nó khác với sầu riêng kia. Bao nhiêu muối kia nó khác rồi. Nó vàng. Một muối. Không, vỏ nó rất là mỏng luôn. Một muối, hai muối, ba muối. Trong sông này có nữa không? Có nữa. Ba muối. Wow, thơm lừng luôn. Thơm lừng luôn. Ba là 6. 6. Rồi có một nhà gọi là ông kế toán đi đếm rồi, xem là bao nhiêu muối. Rồi. Không thể mà trái 2 kg gì quá trời muối luôn. Cái này 2,5 kg á.
chuồng bò mà. Các bạn ơi, các bạn mua một quả 2,5 kg này nhá, dành cho một nhà khoảng 5 người, đến 6 người ăn là rất thoải mái. Chưa tắt hết. Không, cái này vừa tên hai nếu mà những nhà bạn không có kinh nghiệm là tắt xong cái này tưởng hết rồi vứt đấy. Hôm bữa chứ thấy hai vợ chồng kia cũng mua một trái như vậy đó. Đó. 2 ký mấy mà tắt ra được có 2 muối. Ừ. Trời ơi trời ơi. Không. 200 mấy chục k một trái. Không được số hưởng à. Không phải không số hưởng mà tại vì cần tí em ơi nào xuống tích cho quá trời. Rồi. Mới còn nửa trái. Thôi. Thôi được rồi. Bây giờ như thế này. Đây là bác chủ vườn rồi thì mình thì có hai mời Tuấn Anh Phạm đi thử đi. Em rồi ok. Mày chọn khôn đấy, mày chọn nếu miếng đấy. Riêng chín bà ơi, cảm ơn bà đã cho bọn con vào đây trải nghiệm quả sầu riêng thơm ngon như thế này, nó bổ mát. Quay phim không quay phim nó là những cái vấn đề ưu tiên. Mời bạn. Ok. Ngọt. Anh cái này em nó vàng như cái bạn ăn mời bạn. Các bạn ơi, đây là một trong những cái giây phút mà tôi chờ đợi nhất từ buổi sáng hôm nay, tức là tôi sẽ được nếm trải những cái vị của nó, cái vị sầu riêng chín cây. Và xin mời cả nhà nhá, mời anh em nhá. Ở đây tại bà đó nói thật luôn này. Đây là cái cảm nghĩ của một người Hà Nội anh giống nhá. Con gái miền Tây mà 18-19 ấy. Nó cũng như quả sầu riêng này luôn. Tuyệt vời quá anh ơi, nhưng mà em mới được thử sầu riêng thôi, còn cái khác em chưa được thử. Quả. Rồi quá trời. Anh ăn cái này mà anh ăn hộp sầu riêng chưa? Chưa. Sầu riêng ăn cái hộp luôn. Không, cái mùi đó không được ngon bằng đâu. Mùi này kiều mới ăn mới ngon. Đó. Em, đây này.